Cái là đừng đụng nó con, đừng đụng vô, đừng đụng, để tự nhiên mình nó sống sao để nó mình nhìn thôi, mình thấy thôi chứ đừng có đụng vô tới nó. Thế muốn làm chim hả? Nè cái là quay lại giới thiệu mọi người nè. Hello, mình đang ở Northwest Open Space Santa Capitano. Ở đây có cái vườn hoa rất là đẹp luôn nè. Vườn hoa này hoa hoa giống như bông thỏ ơi, bông cúc với bông thỏ. Mình ở cái này gọi là gì ta, cái làng hả? Làng anh hai ơi, cái chữ này đọc sao anh hai? Con ơi, chữ này mẹ phải đọc sao con? Putudem hả? Putudem hả? Mẹ cũng không biết chữ này đọc. Chữ này mẹ không biết đọc sao hết nha. Ở đây là có cái địa chỉ ở đây nè. Đây là cái địa chỉ nha. Đây là địa chỉ của mình đang ở. Có cái khu vực này là bãi đậu xe nè. Đây là lần đầu tiên tới nên thành ra mình cũng không biết gì hết á. Lần đầu tiên dẫn hai bạn nhỏ đến để đi bộ. Giờ mình cùng đi tham quan nha. Thế là lại thấy bi đồ nữa hả? Ở đây có các cô đang chụp hình nè. Mình vô cái village nha. Giờ mình thử đi vô cái làng nha. Đọc cho mẹ nghe với. This sacred land holds thousands of years of Native Ahachiman history. Protected open space, it is also the site of an ancient Ahachiman village. Walk softly here and listen for the voices of our people. On behalf of the Ahachiman community, we hope you enjoy this journey and explore what we hold sacred. Oh. Không sao đâu, nó cũng có nhiêu đây à, có một cụm mà. Nó có một cụm mà. Đi lên, đừng đi xa quá con. Ready, start. Em ơi, có mấy cái chậu nhỏ nhỏ kìa em. Dễ thương ha. Cái này ngày xưa người ta đặt mấy cái ấy nè con, mấy cái hạt nó thế nào đem bông đem hoa vô đây đà giả nè. Em, các bạn nào đem bông đem hoa vô đây giả nè. Thấy fun không? Hoa chưa vàng, hoa chưa nổ lắm. Ở đây có cái vườn gì nữa nè. Có chỗ để uống nước nha. Có cái nhà vệ sinh ở phía trong kia. Có cái vệ sinh di động.
Đẹp quá, xung quanh vắng, rất là vắng nha. Ở đây chắc người ta đi bộ nhiều. Đây có cái đường xe lửa nè. Yeah, mấy cái ladybug này con thấy không? Đây con nè. Em đi với bố em. Để anh đổi focus. Đây là hoa cải, còn bên này là bông cúc nha. Bên này là bông cúc nè. Bạc ngàn chưa? Đẹp chưa? Các cô bên kia đang chụp hình kìa. Đậu xe một cái là bước vô là gặp ngay luôn. Vừa đậu xe vô một cái là thấy nguyên một cái cánh đồng. Cái này là bông cúc rồi chứ không phải bông hoa cải. Cái này là bông cúc nha. Các cô bên kia đang chụp hình bên kia kìa. Nãy giờ mấy nhóm vô rồi đi ra, đi vô rồi đi ra chụp hình nữa. Đẹp quá. Ở bên này là đường rầy xe lửa. Nghe yên. Nhìn cái xe đinh này á. Ok, con tập đi. Chị nhầm mẹ vô đi. Chị cần được cái này. Đẹp chưa? Giờ mình cùng đi nha, chút nữa mình đi xuống phía cái river hả? Con suối hả? Hay là cái kênh hả? Cái river, cái creek. Oh, C-R-E-E-K, creek. Ok, chút nữa đi. Giờ mình coi bông cái ha. Cái em này kìa. Hey, let's go. Cùng khám phá tiếp nha. Em đứng đây không có thấy nè. Thấy không? Cái đường á. Nè, đi dịnh vô đây nè, đi dịnh vô đây nè. Bố có thể dịnh vô hàng rào nè, bố dịnh vô hàng rào bố đi nè. Ơi. Ok, ok. Wow. Are we CG? Ở trên mình thấy đó, giờ mình đi xuống nè. Con chó, no, đi lên điện chó,
Nguy hiểm. Cái là đứng yên, cái là đứng yên. Để chú dịnh con chó đỡ đà đà. Kì, con muốn đi xuống là phải đi đường này nè. Cái line nó xuống. Hello. Chú nói là đi cái đường phía ngoài nó an toàn hơn. Dạ. Dạ. Hồi nãy có người dân địa phương. Hồi nãy có người dân họ ở đây, họ nói là mình nên quay lại con đường này, đi nó sẽ tốt hơn. Nên mình quay lại, mình quay lên trên, mình đi. Tại lúc đầu tính là đi phía dưới. It's okay. Có hoa, nhiều hoa, cây hoa, hoa vàng. Vậy mình đi vòng vòng một chút nha. Đây lại coi có cái bảng. Đây là lần đầu tiên mình tới cái vùng bạc này nên thành ra cũng không biết cái khu bạc này. Northwest Open Space nè. Ở đây có nhiều cam quýt lắm nha, quá trời luôn á, nó rụng đầy hết. Đi một vòng bạc ha. Gọi là Open Space phải không em? Open Space Northwest. Phải không? Hồi nãy em đọc có nó nói phải không? Hết à. Đi. Ở dưới này là cái con river. Ơi. Không biết còn cổng nào để đi không ta, hay là chỉ có một cổng bên này. Chứ hồi nãy cái map á nó chỉ mình chạy qua luôn khỏi cái open space luôn. Dưới này thì hoa cải vàng nhiều hơn nè. Không sao đâu con chó nha. Con này có vẻ hiền. Đừng có la lớn nó giật mình nữa nha không. Đi lình nói chuyện hay la lắm á, làm cho con chó nó giật mình. Đứng yên con, đứng yên. Good morning. Nè, hoa cải nè. Hồi nãy bên kia là hoa cúc, bên này là hoa cải. Đó, mấy cô hồi nãy chụp nè, quý cô đi thẳng xuống đây là hoa cải rồi. Hồi nữa mình đi thẳng lên thôi, mình không cần vòng lại hả? Đó, hồi nữa mình đi thẳng một đường lên. Ở đây có các cô chụp, đi chụp hình nè. Ở đây mình đi thẳng xuống dưới này. Đợi bố đi hai bạn ơi. Giờ tiếp tục đi nha. Đi xuống đây. Đi chậm chậm thôi. Còn không cầm cái cây không? Ok. Nãy giờ là có toàn cái bảng là không có định, nó khuyên mình không có nên đi qua cái hàng rào này đó nha. Nên là mẹ nghĩ là không biết có xuống được cái suối không đó nha. Hôm qua coi video thấy có em bé được bố dẫn đi xuống cái suối mà mẹ không biết ạ. Đi một chút rồi quay lại ha.
Nhà trên kia gạo quá trời nè. Gì con? Cứ đi theo con đường mòn, không biết nó đi dẫn về mình đi đâu, nhưng mà vẫn cứ đi ha, vẫn cứ đi theo con đường mòn, không biết nó dẫn mình đi đâu ha. Hoa vàng 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 vàng, hoa vàng 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 vàng. Gì mà âm sầm quá vậy? Ừ, làm gì hả? Mẹ hả? Oh, mình xuống cái river được rồi nè. Thấy không? Nghe tiếng nước rồi nè. Ở trên này là cái đường đầy xe lửa nha. Giờ rốt cuộc đi kiếm hoa. Đi kiếm hoa vàng trên cỏ xanh mà bây giờ tự nhiên hai bạn đòi đi xuống cái river. Yeah, me too. Đi cẩn thận nha. Đẹp ha. Dưới đây thôi con, mình đi uống nước nha. Giống như con đạp XL cái chân ướt nữa. Giống như con đạp vậy đó. Wow. Cái gì mà âm sầm quá vậy? Ừ, làm gì hả? Mẹ hả? Oh, mình xuống cái river được rồi nè. Thấy không? Nghe tiếng nước rồi nè. Ở trên này là cái đường đầy xe lửa nha. Giờ rốt cuộc đi kiếm hoa. Đi kiếm hoa vàng trên cỏ xanh mà bây giờ tự nhiên hai bạn đòi đi xuống cái river. Yeah, me too. Đi cẩn thận nha. Đẹp ha. Dưới đây thôi con, mình đi uống nước nha. Giống như con đạp XL cái chân ướt nữa. Giống như con đạp vậy đó. Wow.
Để mình ngồi nghỉ nha, nghỉ ăn trưa xong rồi mình về ha. Ok, em bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye nha. Mình đi về, khung cảnh cho ăn trưa ở đây rất là đẹp luôn. Picnic ở đây là tuyệt vời luôn á nha. Bên này là nguyên một cánh đồng hoa nè. Ở đây là hoa hết á. Hoa với lại quýt, với cam. Hoa với cam đây. Rất là đẹp. Phía bên kia là con sông. Có con sông ở đó. À, ăn sau khi ăn trưa thì đi xuống với cái phé cái river, có con sông nè, cái này hình như Santa Ana River hay gì á, hay là cái kênh kênh thoát nước, thấy trên bản đồ mà không biết cái này nó gọi là cái gì nữa, giống Santa Ana River. Chạy xuống nè, rất là đẹp luôn.